Lốt ship đặt đồ ăn là free ship. Lốt ship là ứng dụng giao đồ ăn, đi chợ, giao hàng, cái gì cũng có. Không những đặt là giao ngay mà còn luôn luôn free ship. Ứng dụng của người Việt, giao diện thân thiện dễ dùng, đã có mặt tại 7 thành phố lớn tại Việt Nam. Tải ngay app Lốt ship tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Reuters, Vingroup tính chuyện huy động vốn 1 tỷ đô la Mỹ cho VinFast. Các đối tác tiềm năng trong thương vụ huy động vốn cho VinFast bao gồm một đại gia phố Wall là BlackRock và Quỹ đầu tư quốc gia của Qatar. Ba nguồn tin của Reuters cho biết tập đoàn Vingroup, mã VIC, đang đàm phán với các nhà đầu tư về việc huy động khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vốn chủ sở hữu cho VinFast, công ty con trong lĩnh vực xe hơi của Vingroup. Các đối tác tiềm năng bao gồm Quỹ đầu tư quốc gia Qatar và BlackRock. Trong đó, BlackRock là tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới với quy mô gần 9.500 tỷ đô la Mỹ. Quỹ đầu tư quốc gia Qatar quản lý khoảng 300 tỷ đô la Mỹ và thời gian gần đây đang đa dạng hóa danh mục từ khu vực truyền thống là Mỹ và châu Âu sang châu Á. Thương vụ huy động vốn được thực hiện trong bối cảnh VinFast đang nuôi tham vọng tiến vào thị trường Mỹ bằng các mẫu xe SUV chạy điện và mô hình cho thuê pin. VinFast tin rằng mình có thể thu hút khách hàng từ các tên tuổi lớn trong ngành như Tesla và General Motors. Nếu thành công, đây sẽ là đợt huy động vốn tư nhân lớn nhất lịch sử Việt Nam và là chứng minh cho sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với Đông Nam Á, khu vực mà các công ty gọi xe và giao hàng như Grab và GoTo từng huy động hàng tỷ đô la Mỹ. Xe điện là chủ đề của năm nay và các nhà đầu tư đang tỏ ra cực kỳ quan tâm, một nguồn tin của Reuters nói. Bên cạnh kế hoạch huy động vốn khủng, VinFast còn đang dự kiến niêm yết cổ phiếu tại Mỹ sớm nhất trong năm 2022. Thương vụ huy động vốn tư nhân 1 tỷ đô la Mỹ có thể được hoàn tất sớm nhất trong tháng 12 năm nay, Reuters cho hay. VinFast thành lập vào năm 2017 và dự định sản xuất xe điện tại Mỹ từ nửa cuối năm 2024. Trong triển lãm Los Angeles Auto Show tháng 11 này, công ty con của Vingroup đã giới thiệu hai mẫu xe điện thể thao là VF E35 và VF E36. Hai nguồn tin của Reuters cho biết VinFast vẫn giữ nguyên kế hoạch niêm yết ở Mỹ, có thể thông qua một công ty mua lại với mục đích đặc biệt SPAC hoặc niêm yết trực tiếp. Từ vietnambiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.